Xin chào mọi người, đây là trận đấu giải mà trong đó mình có sử dụng anh hùng 1. Đây là cái bản đồ mà hai cái đối thủ đối diện với nhau. Và nếu mà xây chống hạm thì thủ rất là dễ. Đầu trận thì mình phải nổ cái xưởng xây dựng và xây lại do là xây bị lỗi. Sau đó thì mình cũng sử dụng item nó không có chính xác và xây cái nhà lính cũng không có được chuẩn cho lắm. Lúc đầu mình ra lính chậm hơn cho nên là có vẻ như các cái hộp ở giữa mình ăn nhặt chậm hơn. Ở các góc ở phía trên có rất là nhiều hộp. Phía dưới cùng của bản đồ cũng có rất nhiều hộp. Trên bản đồ này thì các thùng hàng đầu tiên xuất hiện là ở bên phải của bản đồ. Một con lính của đối thủ đang đi về hướng căn cứ của mình để trinh sát. Đối thủ ra Delta nhanh cho nên là đã giành được cái hộp ở bên phía mình. Tuy đã có tàu 2 nhưng mà mình không có tranh được cái hộp đó do là bị lỗi đầu trận. Bên xanh có cho một con lính 1 để trinh sát căn cứ của mình và con anh hùng 1 đã tiêu diệt được nó. Bây giờ mình đang cho anh hùng 1 để nhặt cái hộp ở trên biển. Lúc này mình đã có hai con tàu 2 đi đến nên mình cho anh hùng 1 đi xung quanh để trinh sát. Bờ biển của bên phía đối thủ thì có rất là nhiều Delta rải rác. Những con Delta này có thể giúp nhặt hộp nhanh. Anh hùng 1 của mình đang đi vòng qua phía sau căn cứ của đối thủ. Đối thủ đang xây thêm trung tâm cung cấp. Ba con Delta đã kéo lên bờ và đuổi theo con anh hùng 1 của mình. Tốc độ của anh hùng 1 thì khá là nhanh cho nên là những con Delta đó không có đuổi kịp. Ở phía giữa bản đồ đang có một con xe 1 của bên xanh đang trinh sát. Con xe 1 này máu và giáp khá là trâu cho nên là con anh hùng 1 này không có tiêu diệt được. Ở phía bờ biển của mình thì 4 con Delta đang đến để trinh sát đồng thời là tiêu diệt con anh hùng 1 của mình. Con anh hùng 1 còn rất là ít máu cho nên là không có di chuyển để tránh những con Delta này kịp. Ở phía bên đối thủ và phía mình đang xuất hiện hai cái hộp, hai cái thùng hàng chìm. Trên bờ thì ba con Delta đang đi xung quanh căn cứ để trinh sát và thấy cái nhà sản xuất anh hùng của mình thì anh ta đã phá hủy nó. Cái nhà sản xuất này thì máu thì nhiều nhưng mà giáp thì rất là yếu. Bên phía tay phải đang có một vài con Viking có vẻ là đang định móc từ phía sau. Phía này do mình không có xây chống hạm cho nên là anh ta định tấn công từ cái phía đó. Nhưng mà mình đã nhanh chóng tấn công anh ta vào chính giữa cái bản đồ luôn. Cho nên là anh ta không có tấn công được từ bên hông. Anh ta phải rút quân về và xây thêm chống hạm ở chính giữa để phòng thủ. Trên bản đồ xuất hiện rất là nhiều Delta. Anh ta đang muốn tấn công nhà tàu của mình để giành chiến thắng nhanh chóng. Nhưng mà mình đã sản xuất được thêm một chiếc tàu 2 nữa. Và có một cái chống hạm ở phía trước. Và do là mình xài item phòng thủ nên là anh ta đã tấn công không thành công. Anh ta tiếp tục di chuyển những con Delta vòng ở phía sau để tấn công nhà tàu. Lúc này nhà tàu của mình đã gần hết máu rồi. Cho nên mình đã bấm dừng sản xuất tàu 2 và cái nhà tàu đã bị phá hủy và mình phải xây lại. Lúc này trên biển của mình đã có 3 con tàu 2 cộng thêm 1 con tàu là 4. Sau khi đã phòng thủ thành công thì mình đã nhặt cái hộp phía trước. Mình đã xây lại thêm 2 nhà tàu nữa. Còn ở trên bộ thì do là nhà anh hùng đã bị tiêu diệt, phá hủy rồi cho nên là mình phải xây thêm một cái xưởng máy bay 1. Bây giờ mình đang kéo tàu 2 và máy bay 1 qua bên tay phải. Bên phía đối thủ đã dàn Viking sẵn và ăn được cái hộp đó. Mình đang dùng item tổng số tấn công để cố gắng tiêu diệt những cái con Viking này. Ở phía nhà tàu của mình đang có thêm 3 con Alligator nữa. Những cái con này đang kéo ra để yểm trợ cho những con Alligator bên tay phải. Có một con đã bị dính cái chống ngầm của bên xanh. Do là cái bản đồ này rất là gần có biển sát với nhau. Bên phía đối thủ cũng đang cố gắng kéo quân qua bên góc bên tay phải để ăn cái hộp này. Mình thì sản xuất thêm máy bay 1 để yểm trợ. Tuy nhiên những cái con máy bay 1 này mình thấy là cái sát thương nó không có được cao. Những con Viking này càng ngày kéo đến càng đông. Trong khi tàu của mình là đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại vài con máy bay 1 mà thôi. Trận đấu diễn ra tới khúc này khá là gay cấn, có thể là đã thua.
đối thủ thì nhặt được 4 hộp trong khi mình nhặt được chỉ có 3 hộp mà thôi. Đối thủ đang muốn tấn công nhanh mình cho nên là đã không nhặt cái hộp ở trong phía góc. Nhưng mà do trận này là mình đánh bị lỗi đầu trận cộng thêm là ra anh hùng nữa cho nên là chắc chắn là sản xuất tàu chậm hơn anh ta. Những chiếc máy bay một của mình thì đang cố gắng rỉa những cái con tàu Viking của bên xanh. Khi bên xanh thấy mình có rất là nhiều máy bay một thì anh ta cũng bắt đầu sản xuất rất là nhiều Delta. Những cái con Delta này cái sát thương nó khá là cao cho nên là những cái con máy bay một mình nó rất là nhanh bị tiêu diệt. Trên biển của mình là đang có 3 con tàu hai. Bên phía đối thủ thì có một số Delta. Những cái con Delta này chống máy bay một thì rất là hiệu quả nhưng mà đối với tàu hai thì không có hiệu quả lắm. Anh ta đang cố gắng sử dụng Delta để tranh cái hộp này. Nhưng mà sát thương của tàu hai đối với tàu một bên xanh thì khá là to cho nên là những cái con Delta của anh ta đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Bây giờ là mình đã sắp nhặt được cái hộp này. Còn bên phía đối thủ thì đang sản xuất thêm những cái con Viking. Trên bộ thì anh ta đang dùng xe tăng 1 để trinh sát nhà của mình xem mình có đánh bộ hay không. Hiện tại trên bản đồ là đang xuất hiện 3 cái hộp. Cái hộp bên trái thì đối thủ dùng Delta và một con Viking để tranh. Mình thì chỉ sử dụng một con tàu 2 nhưng mà nó đã không có tranh lại. Bên phía tay phải thì mình sử dụng 7 con tàu 2. Chính giữa bản đồ mình đã xây 2 cái chống hạm. Bên phía đối thủ thì có tàu ở cái hộp này rất là nhanh. Anh ta đã dàn sẵn Viking và đã nhận được cái hộp này. Tuy nhiên là tàu 2 của anh ta ít hơn của mình. Cho nên là mình đã tấn công anh ta vào cái góc này và tiêu diệt 3 con tàu 2 của anh ta. Đồng thời là tiêu diệt luôn nhà tàu. Sau đó thì mình tiếp tục phá hủy các cái chống hạm. Mặc dù anh ta đang cố gắng phòng thủ bằng những cái chống hạm và xây thêm nhà tàu. Nhưng mà cái số lượng tàu hai của mình là quá là đông. Cho nên là anh ta không thể nào mà thủ được. Và trận đấu đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem.